Dạ, xin chào anh em. Hôm nay em về cái máy đo âm tường của hãng Boss. Thì nó hàng Mỹ về. Thì mình sẽ view cho anh em cái máy dò âm tường. Ví dụ dò điện này, dò vật liệu trong tường này. Thì như vậy. Dò âm tường nha anh em của hãng Boss. Thì nó có catalog đầy đủ. Đây, sẽ thu ra cho anh em xem. Đây. Cái mã của nó là GMS 20, hàng của hãng Boss. Thì nó có ba chức năng là dò sợi dây điện này, dò sách này, dò điện này. Thì nó sử dụng pin của nó là 9V. Thì pin này là pin thị trường Việt Nam thì rất là nhiều. Rồi mình test hai cây cho anh em xem. Cái này là pin của hãng họ bỏ theo kèm. Cái dây đeo thì mình sẽ gắn vào này. Cái này nó hiện tại là nó xanh, nó chưa có vật liệu, nhưng mà khi mà nó có vật liệu sắt ở trong này thì nó sẽ kêu. Đấy, bây giờ mình sẽ ra dò cái ổ điện đi nha anh em. Có dây điện nè, lên đây là không có này. Đây, cái này anh em biết rồi đó. Xuống dưới không có. Ở đây giờ thử, không có. Khu này không có, khu này có, khu này có. Đây, thành ra mình khoan ngay chỗ này để cho nó, nếu mà mình khoan lên trúng dây điện nha anh em. Rồi, cái máy của Boss này hàng Mỹ về. Thì cái giá của nó là 1.900.000. Anh em nào quan tâm liên hệ Tùng 0903 397180. Cảm ơn anh em.